Tổ trọng tài điều khiển trận đấu ngày hôm nay sẽ là các trọng tài Việt Nam. Trọng tài chính là ông Nguyễn Mạnh Hải, trợ lý 1 là ông Phan Huy Hoàng, trợ lý 2 là ông Trương Đức Chiến và trọng tài thứ 4 là ông Hoàng Ngọc Hà. Đội trưởng của đội tuyển U20 Hàn Quốc trong trận đấu này sẽ là cầu thủ mang áo số 10, Lee Jung-ho. Lee Jung-ho cũng là một những cầu thủ cực kỳ nổi bật. Anh là thành viên của câu lạc bộ Daejeon Hana Citizen, câu lạc bộ đang chơi tại K-League 2. Một những cầu thủ năm nay chỉ mới 18 tuổi thôi, có thể hình rất ấn tượng. Đây là danh sách thi đấu chính thức của đội hình U23 Việt Nam trong trận đấu này. Trong khung thành đó là số 25 Nguyễn Văn Toàn, cầu thủ số 2 Đặng Văn Tới mang băng đội trưởng, số 3 Đoàn Anh Việt, số 9 Lê Xuân Tú, số 12 Phan Tuấn Tài, số 13 Vũ Tiến Long, số 15 Huỳnh Công Đến, số 7 Nguyễn Đức Việt, số 26 Nguyễn Văn Việt, số 31 Trần Bảo Toàn, số 32 là Bùi Vĩ Hào. Huấn luyện viên trưởng của U23 Việt Nam đó là ông Park Hang-seo. Trong khi đó thì đây là đội hình sa quân của đội tuyển U20 Hàn Quốc. Trong khung thành đó là thủ môn số 1 Choi Myung-kyu, số 2 An Jae-min, số 3 Yoo Sung-yeon, số 6 Park Yong-bin, số 7 Choi Yong-kwang, số 8 Lee Sung-won, số 9 Lee Jong-yoon, số 10 Lee Jung-ho mang băng đội trưởng, số 11 Jung Jong-hun, số 15 Lee Gu-yeon và số 24 Lee Gu-biet. Huấn luyện viên trưởng của U20 Hàn Quốc đó là ông Kim Jae-jung. Vài thời điểm quay trở lại của bóng đá Việt Nam thì ngay cả những cuộc đối đầu với các đội tuyển sinh viên Hàn Quốc cũng đã khiến cho đội tuyển quốc gia Việt Nam và đội tuyển U23 gặp rất nhiều khó khăn. Đây là một trận đấu mang tính chất thử nghiệm, nhưng như Hưng đã nói, tất cả cầu thủ sẽ phải nỗ lực để có một màn trình diễn xuất sắc, bởi SEA Games thì đang đến rất gần rồi. Hiệp 1 của trận đấu đã được bắt đầu. Trong hiệp 1 của trận đấu này thì đội tuyển U23 Việt Nam sẽ chiến giữ khung thành phía bên trái màn hình của quý vị và các bạn trong bộ trang phục màu đỏ. Thực tế là nhìn vào những trận đấu giao hữu trước khi rút danh sách của huấn viên Park Hang-seo thì các cầu thủ cần phải chắt chiu cho mình từng phút thi đấu một ở trên sân. Có rất đông các cầu thủ được triệu tập cho mỗi đợt tập trung và cơ hội để cho họ xuất hiện ở trong mỗi một trận đấu cụ thể thực sự là không nhiều. Trong suốt 2 năm vừa qua thì lứa cầu thủ này của U23 Việt Nam đã gặp rất nhiều thiệt thòi bởi họ không có nhiều giải đấu để cọ sát và cũng không có được cơ hội để thi đấu thường xuyên, có mặt trong đình của các câu lạc bộ tại giải vô địch quốc gia. Đó thực sự là những yếu tố không thuận lợi cho quá trình chuẩn bị của mình. Nhưng trong khoảng 6 tháng trở lại đây thì họ đã có được nhiều cơ hội ra sân hơn và chúng ta vẫn còn nhiều thứ đáng để chờ đợi ở phía trước. Và chỉ cần cầu thủ có được một quyết tâm cao nhất thì đó vẫn sẽ là một màn trình diễn đáng xem. Pha phá bóng vừa rồi là của Đoàn Anh Việt. Những cầu thủ Anh Gia Lai được gọi lên đợt tập trung lần này đều đang đá chính ở trong trận đấu ngày hôm nay. Trên màn ảnh của quý vị và các bạn là ông Park Hang-seo, huấn luyện viên trưởng của đội tuyển U23 Việt Nam. Sau khi kết thúc SEA Games thì huấn luyện viên Park Hang-seo cũng sẽ không còn giữ cương vị này nữa. Ngay từ những phút thi đấu đầu tiên thì có thể thấy là trong những tình huống tranh chấp tay đôi, các cầu thủ U23 Việt Nam đang gặp khá nhiều khó khăn trước đối phương. Đây là điều dễ hiểu vì rõ ràng là thể hình của cầu thủ U20 Hàn Quốc là hết sức lý tưởng. Chiều cao trung bình của đội bóng này là trên 1m80 và chúng ta biết là bóng đá Hàn Quốc luôn chơi với một cường độ vận động rất cao. Hôm nay thì đương nhiên chúng ta sẽ phải chịu một áp lực lớn trước một đội bóng trẻ đến từ Hàn Quốc. Đây là huấn luyện viên trưởng của đội tuyển U20 Hàn Quốc, ông Kim Jong-jung. Đây mới là lần đầu tiên ông Kim Jong-jung làm huấn luyện viên trưởng của một cấp đội tuyển quốc gia. Lên bóng cho đội tuyển U23 Việt Nam. Và tạt bóng của Tấn Tài. Tấn Tài là cầu thủ của Viettel cho đội hạng nhất Đắk Lắk mượn mùa giải năm nay. Vị trí cánh trái của đội tuyển U23 Việt Nam trong những trận đấu và thời gian gần đây thuộc về Lê Văn Xuân. Và chuyển bóng không tốt của Tấn Tài. Ừ.
lực đang đến từ nhiều hướng. Đây là một trận đấu mà các cầu thủ cũng sẽ phải đối mặt với một đội bóng mạnh. Và một yếu tố nữa, đó là trong suốt những năm vừa qua thì khi thi đấu trên một sân đấu đông khán giả thì đó cũng là điều mà có lẽ là hầu hết các cầu thủ trong đội hình của đội tuyển U23 Việt Nam ở trận đấu ngày hôm nay trong đình xuất phát trải nghiệm rất ít. Và nên nhớ là SEA Games được tổ chức trên sân nhà chắc chắn sẽ là một bầu không khí rực lửa. Nó có thể là một liều thuốc kích thích tinh thần đối với các cầu thủ, nhưng cũng rất dễ trở thành những áp lực tâm lý mà những cầu thủ trẻ cần phải biết cách vượt qua và chu rèn bản lĩnh của mình. Sẽ có một quả đá phạt góc. Tình huống cố định như thế này sẽ là những tình huống hết sức nguy hiểm đối với các cầu thủ có thể hình cực ấn tượng bên phía U20 Hàn Quốc. Cho dù trong hàng phòng ngự chúng ta cũng có những cầu thủ có chiều cao ấn tượng, đó là Đoàn Anh Việt, cầu thủ cao tới 1m86. Hôm nay ba trung vệ của đội tuyển U23 Việt Nam đều trưởng thành từ lò đào tạo của câu lạc bộ Hà Nội. Cho dù hôm nay thì anh Việt đang thi đấu cho câu lạc bộ Sài Gòn. Pha phòng ngự khôn khéo của Vũ Tiến Long. Ba trung vệ của đội tuyển U23 Việt Nam ngày hôm nay đó là Vũ Tiến Long, Đặng Văn Tới và Đoàn Anh Việt. Theo khi đó cánh trái sẽ là sự xuất hiện của Phan Tuấn Tài, cánh phải là số 17, cánh phải sẽ là nơi xuất hiện của số 26 Nguyễn Văn Việt, cầu thủ của Sông Lam Nghệ An. Cầu thủ chơi thấp nhất nơi hàng tiền vệ của U23 Việt Nam đó chính là Huỳnh Công Đến, cầu thủ của Phố Hiến. Hai cầu thủ chơi tiền vệ ở phía trên sẽ là Bảo Toàn và Đức Việt, những cầu thủ trưởng thành từ Hoàng Anh Gia Lai. Với đội hình 3-5-2 thì hai cầu thủ chơi cao nhất trên hàng công trong trận đấu này sẽ là Xuân Tú và Bùi Vĩ Hào. Vĩ Hào là một nhân tố mới đang chơi tốt trong màu áo của BKM Bình Dương tại V-League năm nay. Đương nhiên với những sự thử nghiệm thế này thì chúng ta cũng rất khó có thể đòi hỏi một sự gắn kết của các cầu thủ. Chúng ta biết những cái tên xuất hiện trong đội hình chính thức của U23 Việt Nam ngày hôm nay họ không có quá nhiều thời gian và quá nhiều những trận đấu để chơi với nhau. Hy vọng rằng ngày hôm nay thì sẽ có những màn trình diễn cá nhân xuất sắc để huấn luyện Park Seo có thể đưa ra những lựa chọn cuối cùng. Quả đá phạt góc dành cho đội tuyển U23 Việt Nam. Một người thực hiện sẽ là Bảo Toàn. Chiều cao thực sự là một trong những yếu tố thuận lợi của U23 Hàn Quốc trong những tình huống bóng bổng. Trước đây chúng ta thường có tâm lý là ngay cả trong những trận đấu giao hữu thì cũng cần phải giành thắng lợi mới có thể làm hài lòng người hâm mộ. Nhưng vào lúc này, sau nhiều năm thì có lẽ là mọi thứ đã dần thay đổi. Ánh sáng bên phía hành lang cánh phải. Mọi thứ đang được triển khai không quá vội vàng. U23 Hàn Quốc phản công, đáp lợi thế dành cho đội khách. Hơi chậm một chút. Đó là một pha 3-3 của U23 Hàn Quốc trước ba cầu thủ phòng ngự của U23 Việt Nam. Trên sân thì đội trưởng của U23 Hàn Quốc đang bị đau. Đó là tình huống mà sau pha va chạm, trọng tài Nguyễn Mạnh Hải đã để cho U23 Hàn Quốc được hưởng phát lợi thế. Vừa rồi thì Vũ Tiến Long đã có một tình huống can thiệp ở khu vực giữa sân đối với đội trưởng Bi Jung Ho bên phía U20 Hàn Quốc. Và thực sự nếu nghiêm khắc hơn, thậm chí đó sẽ là một thẻ vàng dành cho trung vệ bên phía của U23 Việt Nam. Dù sao đây cũng chỉ là một trận giao hữu. Và chúng ta có thể nhìn thấy tinh thần của đội tuyển U23 Việt Nam, đặc biệt là các cầu thủ đã nỗ lực như thế nào trong từng pha bóng. Như đã nói thì đây có lẽ sẽ như là một trận đấu chính thức vậy. Một trận đấu quyết định nhiều yếu tố để có thể giúp huấn luyện viên Park Hang-seo đưa ra những quyết định cuối cùng về bản danh sách đăng ký cho đội tuyển U23 Việt Nam tại SEA Games 31. Trận đấu đầu tiên tại SEA Games 31 thì đội tuyển Việt Nam chúng ta sẽ gặp một đối thủ được đánh giá khá mạnh, đó là Indonesia. Trận đấu cũng được diễn ra trên
sân Việt Trì Phú Thọ. Đây là những cầu thủ không nằm trong danh sách đăng ký của đội tuyển U23 Việt Nam trong trận đấu này. Những cái tên như là Hùng Dũng, Hoàng Đức, Tiến Linh đương nhiên rồi, và cả tiền đạo Trần Văn Đạt nữa. Ngày hôm nay Trần Văn Đạt cũng không có tên trong danh sách đăng ký của U23 Việt Nam trong trận đấu này. Nhưng có thể những cái tên đó sẽ là những cái tên xuất hiện trong trận đấu diễn ra vào 3 ngày sau đây trên sân Đồng Hà Nẵng. Sẽ là một tình huống đá phạt cho đội tuyển U23 Việt Nam. Cầu thủ phạm lỗi đó là Lee Seung Won. Đấu đầu tiên này có thể coi sẽ là những sự thử nghiệm, thì trận đấu trên sân Hàng Đẫy sau đấy ít ngày có lẽ sẽ là một trận đấu để lắp ráp đội hình. Vì vậy các cầu thủ trong trận đấu ngày hôm nay đang được chào cơ hội cần phải biết cách chắt chịu nó. Vẫn sẽ là Trần Bảo Toàn là người thực hiện quả đá phạt, và pha bóng khá nguy hiểm, người đã băng vào và dứt điểm không thành công vừa rồi là Vũ Tiến Long. Ở cự ly ngắn nhưng không thành công của U23 Việt Nam. Nếu so với khoảng 5 phút thi đấu đầu tiên thì bây giờ tỷ lệ kiểm soát bóng của đội bóng áo đỏ đã dần trở nên tốt hơn. Và dù vậy thì tính gắn kết của những đợt tấn công, những pha phối hợp bên phía phần sân đối phương là thứ mà chúng ta vẫn thường lo ngại với đội tuyển U23 Việt Nam trong năm nay. Vẫn chưa phải là một thứ gì đó diễn ra một cách nhuần nhuyễn với các cầu thủ ăn ý và hiểu nhau, và nó còn trở nên đặc biệt khó hơn trong một trận đấu như thế này. Một bài toán khó và các cầu thủ đang có mặt trên sân sẽ phải biết cách để giải quyết nó. Bên cạnh màn trình diễn cá nhân thì việc ghép họ vào thành một tập thể cũng sẽ là một trong những vấn đề cần phải được giải quyết. Nhìn vào đội hình mà huấn luyện viên Park Hang-seo bố trí cho đội tuyển U23 Việt Nam thì đây không phải là sơ đồ 3-5-2 anh Long ạ. Đây là sơ đồ 3-4-3 với cặp tiền vệ trung tâm đó là Đức Việt và Huỳnh Công Đến. Một sự bố trí tôi nghĩ rằng khá thú vị, vì rõ ràng là ở V-League cũng như là trong các màu áo của đội trẻ Hoàng Anh Gia Lai thì Đức Việt không phải là mẫu cầu thủ có thể thu hồi bóng tốt ở khu vực giữa sân, và đây là một cầu thủ có thiên hướng tấn công tốt. Hai cầu thủ hỗ trợ cho Tiến Linh ở phía trên sẽ là Bảo Toàn và Vĩ Hào. Như vậy ngày hôm nay thì đã có khá nhiều những sự bất ngờ, ngay cả trong danh sách ra quân cũng như là cách bố trí về sơ đồ chiến thuật của huấn luyện viên Park Hang-seo. Xuân Tú ngày hôm nay chơi cao nhất trên hàng công. Hôm nay thì đội tuyển U23 Việt Nam vẫn kiểm soát bóng tốt hơn so với cao thủ U20 Hàn Quốc. Đây chính là một điều khá bất ngờ. Chúng ta biết là U20 Hàn Quốc cũng có khá nhiều những cầu thủ chất lượng, chỉ rất nhiều cầu thủ xuất hiện trong đội chính ngày hôm nay thi đấu, đang thi đấu ở những đội bóng thuộc K-League 1 và K-League 2. Xuất thủ. Trọng tài Mạnh Hải xác định là không có lỗi của cao thủ Hàn Quốc vừa rồi, cụ thể đó là Lee Seung Won. Đây là Văn Việt, cầu thủ của Sông Lam Nghệ An. Pha xử lý tự tin của Xuân Tú, vẫn là Xuân Tú. Không có phạt góc. Rõ ràng là những tình huống như vừa rồi luôn luôn là lợi thế của cao thủ U20 Hàn Quốc với thể hình và thể lực rất mạnh mẽ. Có rất nhiều những cầu thủ đã được gọi bổ sung trong đợt tập trung lần này, và một vài người trong số họ thậm chí là đã từng được nghĩ là họ chắc suất tham dự SEA Games 31, nhưng khi bản danh sách tập trung đầu tiên được đưa ra thì họ đều vắng mặt. Đó là Đặng Văn Tới và Lê Xuân Tú. Và phối hợp khá hay của cầu thủ Hàn Quốc. Hơi vội vàng. Đúng là một bài test bản lĩnh cho các cầu thủ trẻ. Họ đang thi đấu trong một sân đấu đông khán giả và trước một đối thủ mạnh, và áp lực phải chứng tỏ bản thân, cân bằng được mọi thứ
cũng là một điều tương đối khó khăn rồi. Dù đây không phải là đội U20 Hàn Quốc mạnh nhất, nhưng những gì mà chúng ta được chứng kiến ở những phút vừa qua trên sân Việt Trì cho thấy là đội bóng của chúng ta rất chật vật bởi nhiều lý do khác nhau. Nhưng khi thi đấu giao hữu để chuẩn bị cho một trận đánh lớn ở phía trước thì cần phải có những đối tượng như thế này. Đối với Văn Toàn thì trận vừa đã được giải quyết và anh cần những trận đấu như chúng ta đang theo dõi để lấy lại được cái cảm giác thi đấu. Đó có lẽ là lý do để huấn luyện viên Park Hang-seo sử dụng Văn Toàn ngay ở trận đấu đầu tiên giữa U23 Việt Nam và U20 Hàn Quốc. Người thực hiện quả đá phạt góc sẽ là Bae Jung-ho. Phóng được đưa về phía cột xa. Đánh đâu! Bóng đã được đưa vào lưới của U23 Việt Nam rồi. Đó là một tình huống cố định và lưới của U23 Việt Nam đã rung lên sau hàng loạt những tình huống chao đảo. Tôi nghĩ rằng là bàn thắng được tính ngay từ pha đánh đầu của trung phong Lee Jong-jun, cầu thủ cao tới 1m90 cơ chứ không phải là tình huống đá bồi thứ hai đâu. Có lẽ là như vậy. Đó là một đòn đánh mà chúng ta thấy là mọi thứ được tính toán kỹ. Quả đá phạt góc đưa trái bóng hướng về phía cột xa. Và sau đó là một tình huống đánh đầu chiến thuật vào phía trong và chiều cao vượt trội giúp cho cầu thủ Hàn Quốc có thể làm nên chuyện. Đúng là bóng đã đi qua vạch vôi ngay từ pha dứt điểm đầu tiên. Lee Jong-jun, cầu thủ cao tới 1m90. Anh đã có tới 6 trận đấu chính thức cho Suwon FC tại K-League 1. Câu lạc bộ của Lee Jong-jun đang đứng ở vị trí thứ 7 tại K-League năm nay và là một đội bóng khá mạnh. Khó khăn đã được dự báo và ngày hôm nay thì đội tuyển U20 Hàn Quốc đã mở tỷ số bằng một pha bóng như vậy. Và bàn thua này thì còn mở ra cho chúng ta thêm một góc nhìn để xem là các cầu thủ U23 Việt Nam hiện tại sẽ phản ứng với nó như thế nào. Đá với một đối thủ mạnh và để thua trước. Đừng nghĩ tới kết quả thắng thua quá nhiều trong một trận đấu giao hữu, nhưng chúng ta cũng cần một màn trình diễn đủ để chúng ta có thể giữ được niềm tin với các cầu thủ sẽ đại diện cho Việt Nam tại SEA Games tới đây. Nên nhớ rằng đây dù sao cũng chỉ là một trận đấu giao hữu và đôi khi những trận đấu giao hữu chúng ta phải có những nét nhìn tích cực, thậm chí là một trận thua cũng là một điều khá tốt cho đội tuyển của chúng ta. Phía U20 Hàn Quốc. Nhưng rõ ràng chúng ta sẽ cùng phải xem lại tình huống làm chậm để xác định rằng các hậu vệ của Hàn Quốc đã phạm lỗi với tiền đạo của chúng ta hay chưa. Nhưng trong pha bóng vừa rồi có thể thấy là tốc độ của Vĩ Hào cũng khá ấn tượng. Đã có một tác động từ phía sau của trung vệ mang áo số 15, đó là Lee Gu-hyun. Và phạt đền dành cho U23 Việt Nam. Gần như là chỉ một phút sau khi để thua bàn thua đầu tiên thì U23 Việt Nam lại có cơ hội để sang tỷ số. Một quả đá phạt 10m, một cơ hội không thể tốt hơn. Và đội trưởng của U23 Việt Nam Đặng Văn Tới là người lĩnh trọng trách thực hiện quả đá phạt đền này. Nếu thành công thì nó sẽ giải tỏa được tâm lý cho các cầu thủ trẻ. Đặng Văn Tới không mắc một sai lầm nào trên chấm phạt 11m. Tỷ số được san bằng 1-1. Quyết định của trọng tài Mạnh Hải là dành cho đội tuyển U23 Việt Nam một quả đá phạt đền. Và trên chấm phạt 10m thì đội trưởng Đặng Văn Tới đã thành công. Anh đánh lừa được thủ môn Cho Min-kyu và mang về bàn thắng san bằng tỷ số cho U23 Việt Nam. Chúng ta được thấy những nét cảm xúc của huấn luyện viên Park Hang-seo khi chứng kiến bàn thua đầu tiên của đội nhà. Và ngay cả khi Đặng Văn Tới thực hiện thành công quả đá phạt 11m này thì mọi thứ chẳng có gì thay đổi cả. Cơn đau đầu khi phải tìm ra những cái tên tốt nhất đại diện cho U23 Việt Nam thi đấu tại SEA Games năm nay.
bước chạy đà bình tĩnh và đánh lừa thủ môn đối phương. Và đó là Đặng Văn Tới, người cùng với Lê Xuân Tú được chúng tôi nhắc tới về việc đã không có mặt ngay ở bản danh sách tập trung đầu tiên của đội tập trung lần này. Đôi khi đó chính là một phép thử của Nguyễn Văn So đối với Đặng Văn Tới. Ông cần trung vệ của câu lạc bộ Hà Nội phải nỗ lực hơn rất nhiều, vì rõ ràng đó chỉ là danh sách sơ bộ thôi, chưa phải là danh sách chính thức. Và thời điểm này thì nhiều người còn nhắc tới cả những cái tên như là Hai Long và Hữu Thắng. Thậm chí là sau những trận đấu này thì những cái tên đó hoàn toàn có thể được gọi bổ sung. Điều quan trọng nhất của các cầu thủ trẻ là phải nỗ lực cho dù là cơ hội chưa đến với họ. Nhưng vừa rồi rõ ràng là ở tình huống đã phát đền thì Văn Tới cũng phần nào đó đã chứng tỏ được bản lĩnh của mình, chứng tỏ bản lĩnh khi anh được đeo chiếc băng đội trưởng. Pha lấy bóng tốt của Đoàn Anh Việt. Đây là Văn Việt. Có lẽ là đá với một đối thủ to cao hơn mình thì các cầu thủ U23 Việt Nam cần phải xử lý trái bóng nhanh hơn, thay vì đẩy mình vào những tình huống tranh chấp tay đôi, thậm chí là những tình huống đua tốc độ, chúng ta cũng có vẻ như là yếu thế hơn. Nhưng trong tình huống dẫn tới pha đá phạt đền của đội tuyển U23 Việt Nam thì tôi rất ấn tượng với tốc độ của Bùi Vĩ Hào, cầu thủ thuộc biên chế của BKM Bình Dương. Ở pha bóng đó thì Vĩ Hào cũng không quá lợi thế hơn trung vệ bên phía của U20 Hàn Quốc, đó là Lee Go-yoon. Nhưng ở trong tình huống cuối cùng thì anh đã biết cách vượt lên trung vệ này và tạo ra lợi thế khiến cho trung vệ bên phía đội tuyển U20 Hàn Quốc đã phải phạm lỗi với anh. Đó cũng chính là một điểm cộng dành cho tiền đạo của BKM Bình Dương, Bùi Vĩ Hào. Lối chơi của U20 Hàn Quốc là khá đa dạng. Họ có những bài đánh vỗ mặt ở khu vực trung lộ và điều bóng ra hai biên cũng tương đối nhịp nhàng. Nếu chỉ xét vào khoảng 20 phút thi đấu vừa qua thì đây là một liều thuốc thử được coi là chất lượng với U23 Việt Nam. Và có lẽ cũng nhiều người đã nghi ngờ về chất lượng thực sự của đội tuyển U20 Hàn Quốc tới Việt Nam và đá hai trận giao hữu. Trong danh sách đăng ký của U23 Việt Nam ngày hôm nay rất thú vị, cả 4 trung vệ, 3 đá chính và 1 trung vệ trong danh sách dự bị đều là những cầu thủ của Hà Nội. Đây là Văn Việt. Ôi, không được, một chút nữa thôi thì Xuân Tú có thể tiếp cận trái bóng. Vẫn còn Vĩ Hào. Những đường lên bóng hóng khoáng và có nét của cầu thủ U23 Việt Nam. Vĩ Hào đang bị đau. Đối với những cầu thủ trẻ thì khi được giải tỏa tâm lý thì màn trình diễn của họ cũng sẽ trở nên tốt hơn. Đây là thứ mà chúng ta đã từng nhắc tới. Đối mặt với những cầu thủ to cao hơn mình thì cần phải xử lý nhanh hơn. Còn khi đã để cho đối phương áp sát thì thực sự khó. Vĩ Hào là người đã có công mang về quả đá phạt 11m cho đội tuyển U23 Việt Nam. Quả bóng mà nhận định của các trọng tài khác nhau thì có lẽ là cũng sẽ có những quyết định khác nhau. Nhưng trong ngày hôm nay thì đó là một quả phạt 11m cho đội tuyển U23 Việt Nam. Đôi khi các nhận định của trọng tài chúng ta cần phải tôn trọng. Rõ ràng ngay cả các trận đấu có VAR mà các trọng tài còn có những nhận định đưa ra những tranh cãi, thì trong những trận đấu như thế này rõ ràng rất khó để chúng ta có thể không đưa ra những tôn trọng, những quyết định tôn trọng đối với các trọng tài được. Một nửa thời gian thi đấu của hiệp 1, trận đấu giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U20 Hàn Quốc đã diễn ra và đã có hai bàn thắng được ghi. Lee Jun là người ghi bàn thắng mở tỷ số cho U20 Hàn Quốc. Và sau đó chỉ một phút thôi thì đội tuyển U23 Việt Nam được hưởng quả đá phạt 11m. Người đã thực hiện thành công là đội trưởng Đặng Văn Tới. Thì ba trung vệ chúng ta chỉ có Đoàn Anh Việt là cầu thủ có chiều cao ấn tượng, còn lại Đặng Văn Tới và Vũ Tiến Long đều là những trung vệ có chiều cao thực sự khá khiêm tốn. Nhưng nên nhớ rằng là trong danh sách đăng ký của U23 Việt Nam, trong danh sách của huấn luyện viên Park Seo thời gian gần đây có những trung vệ có chiều cao cực ấn tượng, đó là Thanh Bình, Việt Anh
và cả Nhâm Mạnh Dũng nữa. Những cầu thủ đều cao trên 1m80, đặc biệt là Bùi Hoàng Việt Anh, cầu thủ cũng có chiều cao lên tới 1m86, rất ấn tượng. Thực tế thì đó là những cầu thủ đã được chu rèn ở mặt trận V-League rồi, và trong một trận đấu mang tính lắp ráp đội hình thì có lẽ là họ sẽ xuất hiện ở trận đấu được coi là lượt về diễn ra sau đấy ngày, phối hợp với nhau khá hay. Đây là Văn Việt, cự ly và nhóm đội hình trong những tình huống phối hợp đập nhà ít chạm chưa được đảm bảo tốt nhất. U20 Hàn Quốc chơi khá chậm rãi nhưng họ vẫn biết cách để tạo ra những điểm nhấn. Huấn luyện Park Hang-seo đã nói rằng là tôi chẳng có nhiều thông tin về đội tuyển U20 Hàn Quốc, nhưng rõ ràng là đội tuyển U20 Hàn Quốc thì biết quá rõ các cầu thủ chúng ta. Trợ lý của đội tuyển U20 Hàn Quốc đó là ông Kim Tae-min, người đã có rất nhiều năm gắn bó với V-League và đã làm trợ lý huấn luyện viên cho huấn luyện viên Park Hang-seo ở các cấp độ đội tuyển của chúng ta nữa. Ngày hôm nay thì ông Kim Tae-min đang có mặt trong ban huấn luyện của đội hình U20 Hàn Quốc. Hùng Dũng, Hoàng Đức, Tiến Linh, những cầu thủ gần như là chắc chắn 100% sẽ có mặt tại SEA Games 31 tới đây nếu như không gặp một vấn đề gì về thể trạng. Trước trận đấu này thì Tiến Linh cũng chưa có buổi tập nào chính thức với đội tuyển U23 Việt Nam cả. Anh vẫn đang gặp phải một chấn thương và chúng ta cùng hy vọng rằng đó chỉ là một chấn thương nhẹ thôi. Một chấn thương nhẹ cũng như là Thanh Bình và Bùi Hoàng Việt Anh đang gặp phải trước trận đấu này. Nếu như ở những trận đấu mà U23 Việt Nam chơi với sơ đồ chiến thuật 3-5-2 thì có lẽ là người ta chỉ chờ xem là ai sẽ đá cặp với Tiến Linh. Ba sự bổ sung trên 23 tuổi đều là những cái tên đã khẳng định được khả năng của mình cho máu của đội tuyển quốc gia, đều là những thành tố quá quan trọng và đều vá vào những vị trí mà theo huấn luyện viên Park Hang-seo với những tính toán và nhận định của huấn luyện viên người Hàn Quốc là cần thiết. Thực tế vào nhìn vào danh sách đăng ký trận đấu ngày hôm nay thì cá nhân tôi có thể dự đoán được người đá cặp với Tiến Linh tại SEA Games 31 này sẽ là cầu thủ của câu lạc bộ Hà Nội Trần Văn Đạt. Trần Văn Đạt cũng không có tên trong danh sách đăng ký ngày hôm nay và anh hoàn toàn khỏe mạnh. Và những thông tin tôi có được thì Văn Đạt cũng chính là một những cầu thủ mà huấn luyện viên Park Hang-seo cực kỳ ưa thích. Cầu thủ chơi lối chơi mạnh mẽ, di chuyển rất nhiều và nhiệt tình. Bảo Toàn. Đang bắt tới. Tuyến hai. Vẫn là Bảo Toàn. Văn Việt. Đoàn Anh Việt. Xử lý rất tự tin của Huỳnh Công Đến. Một người bạn của Công Đến đó là tiền đạo Võ Nguyên Hoàng rất đáng tiếc đã phải nói lời chia tay với SEA Games 31 bởi một chấn thương không đáng có. Trong thời gian gần đây thì Nguyên Hoàng và Công Đến chơi cực kỳ tiến bộ trong màu áo của câu lạc bộ Phố Hiến. Và nhiều người đã nói rằng với trường hợp của tiền đạo Võ Nguyên Hoàng thì đó là một sự tiếc nuối. Một tiền đạo chơi rất tiến bộ trong thời gian gần đây với thể hình và lối chơi rất hiện đại. Một pha bóng bổng. Hôm nay thì thực tế cơ hội nguy hiểm nhất của đội tuyển U20 Hàn Quốc cũng chính là cơ hội mà họ đã có bàn thắng vào lưới của U23 Việt Nam. Một pha bóng bổng. Một pha đá phạt góc có ý đồ rất rõ của cao thủ Hàn Quốc. Một tình huống treo bóng về phía cột xa, sau đó là pha nhả bóng vào phía trong cho tiền đạo cao nhất của họ, đó là Lee Kyung-chul, tiền đạo cao tới 1m90. Trong tình huống đó thì Văn Toàn cũng đã rất nỗ lực rồi, nhưng cánh tay của Văn Toàn cũng không thể cứu thua cho đội tuyển U23 Việt Nam. Những trận đấu như thế này sẽ giúp cho thủ thành Văn Toàn lấy lại được cảm giác thi đấu tốt nhất khi anh đã phải rời xa sân cỏ quá lâu rồi. Nhiều khả năng là Văn Toàn thậm chí còn bắt chính cả hai trận đấu này. Một sự cần thiết, không còn quá nhiều thời gian nữa. Chắc
chắc chắn Văn Toản sẽ là thủ thành số 1 của đội tuyển U23 Việt Nam tại SEA Games 31 tới đây. Gần 30 phút đã trôi qua, đã có được những khoảnh khắc như pha thoát xuống của Vĩ Hào để mang về quả đá phạt 11m giúp Văn Tới san bằng tỷ số, để tìm ra một cá nhân chơi thực sự ấn tượng. Rất khó. Văn Việt. Tất nhiên là với mỗi một cầu thủ đang thi đấu ở trận đấu ngày hôm nay, việc mình phải khẳng định cá nhân để hướng tới một suất tham dự SEA Games là điều quan trọng. Xét về mặt tổng thể, cả hệ thống của đội tuyển U23 Việt Nam hoạt động ổn định với những phương án chiến thuật cũng biến pha hàng sò, thì đó cũng là một trong những yếu tố cần phải nhắc tới. Bởi khi mỗi một cầu thủ ở trong đội hình của U23 Việt Nam đều hiểu họ sẽ phải làm gì trong các hệ thống sơ đồ chiến thuật được chuẩn bị cho các phương án ở SEA Games, thì đó cũng là lúc mà chúng ta có thể có được sự tin tưởng nhiều hơn cho những vị trí thay thế. Khá hay. Và xử lý vừa rồi là cú tung lên hơi mạnh một chút. Quay như thế này thì chúng ta có thể nhận thấy tương đối rõ hệ thống chiến thuật mà U23 Việt Nam đang sử dụng ở những phút vừa qua. Tốc độ của cầu thủ U23 Quốc là rất tốt. Và tập bóng vừa rồi là của Choi Jung Kang, sẽ là một tình huống phạt góc cho U23 Hàn Quốc, và chúng ta cần phải thận trọng với những tình huống phạt góc như thế này. Cũng từ một quả đá phạt góc ở bên phía hành lang cánh trái, thì đó là điểm khởi đầu cho bàn thắng mở tỷ số của trận đấu giao hữu ngày hôm nay. Lee Suwon vẫn là bài đá phạt góc giống hệt ở bàn thắng mở tỷ số của U23 Hàn Quốc. Đôi khi là số đông các cầu thủ trong khu cấm địa cũng sẽ không giải quyết được vấn đề trước các cầu thủ to cả. Vừa rồi là Bùi Hoàng Việt Anh, các trung vệ có được khả năng tốt nhất để không xuất hiện trong ngày hôm nay, và một chấn thương của họ thì không phải là quá nặng, họ hoàn toàn có đủ khả năng, thậm chí là có thể đá ngay ở trận đấu trên sân hàng đẫy chỉ sau đấy ít ngày. Nhưng đây là một trận đấu mà xứng đáng huấn luyện viên Park Hang-seo cần phải trao cơ hội cho những cầu thủ còn lại. Trong suốt 2 năm vừa qua, cơ hội để cọ sát để thi đấu với U23 Việt Nam là không nhiều. Bảo Toàn cần phải hướng trái bóng lên trên nhiều hơn. Văn Việt, Đoàn Anh Việt, Văn Toàn. Tiếng pressing rất tích cực đến từ cầu thủ U20 Hàn Quốc, và chúng ta cũng đang phải rất nỗ lực để thoát đi sau những pha quay giáp của cầu thủ trẻ bên phía đội khách. Và mất bóng của Văn Việt quá chậm. Bảo Toàn, rồi cũng là một pha không tốt của cầu thủ U20 Hàn Quốc. Tuấn Tài, Lê Xuân Tú. Tài xác định bóng vẫn ở trong sân. Lê Xuân Tú đã rất khó khăn ở trong pha bóng đầu tiên, và muốn Tuấn Tài cần phải có một pha chuyển hướng tấn công, nhưng cầu thủ cánh trái của chúng ta lại đưa bóng ở về vị trí cũ. Và đó là một tình huống thực sự không hợp lý.
không đến. Vĩ Hào, bóng là Bùi Vĩ Hào. Văn Việt đang ở một vị trí thoáng hơn so với Xuân Tú. Một mình Xuân Tú đã bị bốn cái bóng áo trắng kèm cặp ở một không gian hẹp. Lên bóng dành cho cao thủ Hàn Quốc, cho Dung Quang. Mất bóng rồi. Cú vào bóng rất quyết liệt của cao thủ hai bên. Vẻ như là một tình huống đá phạt cho cao thủ U20 Hàn Quốc. Pha đẩy sau của Bùi Vĩ Hào. Bùi Vĩ Hào đã phạm lỗi với Park Hyun Bin, một cầu thủ cũng rất nổi bật trong màu áo của U20 Hàn Quốc ngày hôm nay. Park Hyun Bin là tiền vệ 18 tuổi đang chơi cho Incheon United. Câu lạc bộ đang xếp thứ hai tại K-League 1. Những bản profile rất ấn tượng của các cầu thủ trẻ bên phía Hàn Quốc. Đây là huấn luyện viên trưởng của U20 Hàn Quốc, ông Kim Yoon Jong. Có lẽ khán giả Việt Nam cũng không lạ gì ông Kim Yoon Jong khi ông chính là thành viên của đội tuyển Olympic Hàn Quốc đã đánh bại đội tuyển Olympic Việt Nam 3-1 tại bán kết bóng đá nam tại ASEAN năm 2018. Trận đấu mà đội tuyển Olympic Hàn Quốc có một đội hình rất mạnh, những cái tên như là Song Hong Min, Hwang Hee-chan và cả Lee Chung-woo nữa. Trận đấu mà Minh Vương cũng đã có bàn thắng danh dự cho đội tuyển Olympic Việt Nam bằng một pha đá phạt rất đẹp ở phút thứ 70. Giải đấu đó thì Olympic Hàn Quốc cũng đã vô địch khi thắng Nhật Bản 2-1 ở trận chung kết. Đang trùng xuống trong khoảng 10 phút thi đấu vừa qua. Qua thời gian thì với những diễn biến thực tế trên sân thì hai đội cũng hiểu nhau hơn. Khá hay. Thì không tới được vị trí của Xuân Tú. Khi bóng được đưa sang phía phần sân của U23 Việt Nam thì tốc độ triển khai của cầu thủ U20 Hàn Quốc được đẩy lên cao thay vì dáng vẻ chậm rãi khi các trung vệ của họ cầm bóng bên phía phần sân nhà. Cách điều tiết nhịp độ của trận đấu có lẽ là U20 Hàn Quốc đang có được độ bản lĩnh và già dơ hơn, mặc dù họ là những đội cầu thủ trẻ hơn. Đường truyền lên phía trên cho Vĩ Hào và chỉ có một mình anh ở phía trên với ba hậu vệ của U20 Hàn Quốc. Sau khi nỗ lực mang về quả đá phạt 11m giúp cho Đặng Văn Tới lập công, thì ở tình huống sau đó Vĩ Hào cũng đã bị đau. Và đó là thời điểm mà Hồ Thanh Minh đã ngay lập tức được huấn luyện viên Park Hang-seo yêu cầu khởi động. Mặc dù vậy thì bây giờ cầu thủ của BKMX Bình Dương vẫn đang thi đấu ở trên sân, chưa có cơ hội dành cho Thanh Minh. Nhiều cầu thủ trên băng ghế dự bị của U23 Việt Nam ở trận đấu ngày hôm nay sẽ có được cơ hội dành cho riêng mình ở trận đấu thứ hai. Thanh Minh cũng phải nỗ lực hết mình trong những trận đấu như này nếu như anh có cơ hội. Ta biết là đội tuyển U23 trong đợt tập trung này có rất nhiều những tiền đạo. Ngoài Tiến Linh, Trần Văn Đạt, còn có Lê Xuân Tú. Và trong danh sách đăng ký ngày hôm nay còn có những cái tên như là Nguyễn Văn Tùng của Hà Nội và cả Mai Xuân Quyết của Nam Định nữa. Đương nhiên là khi bản danh sách rút gọn cho SEA Games thì sẽ không thể nào có đầy đủ những cái tên đó được. Áp sát của Lê Xuân Tú. Nhưng có thể thấy là hàng công của đội tuyển U23 Việt Nam trong những phút vừa qua là khá mỏng. Ừ.
với những cái tên đã rời khỏi đội tuyển U23 Việt Nam với chấn thương thì có hai cái tên để lại khá nhiều sự tiếc nuối. Người đầu tiên là cầu thủ mà anh Hùng đã nhắc tới, Võ Nguyên Hoàng. Người còn lại với cá nhân tôi là Hoàng Sơn Tân. Có thể dứt điểm. Đây không phải là lần đầu tiên mà cầu thủ U20 Hàn Quốc có được một cú sút với một pha băng lên từ tuyến 2. Các cầu thủ của đội tuyển U23 Việt Nam quá tập trung trong việc chống đỡ những quả tạt ở hai biên, những tường bóng bổng. Và khi bóng nảy ra như thế này, đó để cho đối phương có được khoảng trống để có thể có được những cú sút như vậy. Đây là phút thứ 40 của hiệp 1. Trận đấu trên sân vận động Việt Trì đang có tỷ số 1-1. Lee Young Jun là người đã ghi bàn thắng mở tỷ số của trận đấu ngày hôm nay từ một quả đá phạt góc. Và ngay sau đó thì U23 Việt Nam cũng đã gỡ hòa. Bàn thắng đến từ quả đá phạt 11m của đội trưởng Đặng Văn Tới. Thực sự không cần thiết, phải có những sự tỉnh táo hơn đến từ Tiến Long. Vũ Tiến Long có tên trong danh sách đăng ký bổ sung cũng là một sự bất ngờ đối với nhiều người. Rõ ràng đây là một cái tên còn khá xa lạ với những fan mộ của bóng đá Việt Nam. Có lẽ trận đấu đầu tiên của Tiến Long trong màu áo của câu lạc bộ Hà Nội chính là trận đấu tại Cúp Quốc gia mà Hà Nội gặp Công an Nhân dân. Chỉ ít phút có mặt trên sân thôi. Đó là một trận đấu quá dễ dàng cho cầu thủ câu lạc bộ Hà Nội. Có thể là các khán giả sân Việt Trì ngày hôm nay sau một khoảng thời gian rất dài không được chứng kiến đội bóng ở tầm quốc gia thi đấu rất háo hức. Những con người ở ngày hôm nay không phải là những con người được coi là tốt nhất của U23 Việt Nam, nhưng đây là một trận đấu mang tính thử nghiệm. Nhưng khi SEA Games bắt đầu, họ có lẽ sẽ được thỏa mãn những gì được coi là kỳ vọng nhất. Khi đó sẽ là bộ khung mạnh nhất của tuyển U23 Việt Nam trong hành trình bảo vệ ngôi vương. Của U20 Hàn Quốc. Lúc này thì Đặng Văn Tới vẫn đang chơi khá chững chạc. Vẫn còn. Yoo Seung Gyeon. Rồi là pha qua người rất hay của số 3 bên phía U20 Hàn Quốc. Tình huống phòng ngự cá nhân trước đó của Nguyễn Văn Việt là không thực sự ấn tượng. Anh để cho cầu thủ Yoo Seung Gyeon vượt qua một cách tương đối dễ dàng. Thời gian không còn nhiều nữa cho hiệp 1. Tỷ số vẫn đang cân bằng. Là một tình huống ném biên thẳng vào vòng cấm cho tiền đạo cao 1m90. Đánh đâu? Pha dứt điểm của Lee Jong Jun. Đó không phải là một pha dứt điểm nguy hiểm. Hôm nay thì Lee Jong Jun là cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất cho đội tuyển U20 Hàn Quốc vào lúc này. Nhưng bàn thắng lại đến từ một pha đánh đầu. Nhưng vừa rồi là một pha xử lý chân không ấn tượng. Tình huống bóng bổng thì tôi có cảm giác là các hậu vệ của U23 Việt Nam hay bị hút theo bóng. Chính vì vậy mà họ
động. Ở một vài tình huống mà chúng ta đã nhắc tới khi các tiền vệ của Ulm Hàn Quốc có cơ hội sút xa. Một phản công trong những phút đá cuối cùng của hiệp 1. Người bị phạm lỗi là Bùi Vĩ Hào. Đây đã là phút thi đấu thứ 44. Hiệp đấu có 2 bàn thắng được ghi. Cánh trái là hướng tấn công đã mang về những cơ hội đầu tiên cho U23 Việt Nam ở trận đấu ngày hôm nay. Nhưng đất diễn của Văn Việt ở bên phía là cánh phải trong hiệp đấu đầu tiên này có lẽ là nhiều hơn so với Tuấn Tài. Trên băng ghế dự bị của ông Park Hang-seo có thủ môn Quan Văn Chuẩn, Lý Công Hoàng Anh, Đặng Văn Lắm, Lê Văn Xuân, Hồ Thanh Minh, Nhâm Mạnh Dũng, Dũng Quang Nho, Nguyễn Văn Tùng, Lê Văn Đô, Mai Xuân Quyết và Trọng Long. Tất cả những cái tên có trong bản danh sách đăng ký của U23 Việt Nam ngày hôm nay tự tin vào khả năng có mặt tại SEA Games 31 là không quá nhiều. Thời gian thi đấu chính thức của hiệp 1 đã hết. Thời gian đá bù giờ sẽ chỉ là 1 phút. Một chút gì đó vội vàng trong những pha xử lý của đội U23 Việt Nam. Người mở cơn bóng đó là Lê Xuân Tú. Và vào bóng nguy hiểm. Thẻ phạt. Một chiếc thẻ vàng. Cầu thủ đã phải nhận thẻ vàng đó là Park Hyun-bin. Chiếc thẻ phạt được rút ra trong phút bù giờ đầu tiên và cũng là duy nhất của hiệp đấu này. Và trọng tài chính Nguyễn Mạnh Hải đã đổi còi kết thúc hiệp 1 trận đấu giao hữu giữa đội tuyển U23 Việt Nam và đội tuyển U20 Hàn Quốc. Hai bàn thắng được ghi ở trong hiệp đấu này. U20 Hàn Quốc vượt lên bằng pha lập công của Lee Young Jun, một tiếng bóng bổng và cầu thủ cao 1m90 này đã đánh bại thủ môn Văn Toản mang về bàn thắng mở tỷ số. Chỉ sau đó 3 phút thì đội tuyển U23 Việt Nam đã có được pha lập công của Đặng Văn Tới trên chấm phạt 11m. Mọi thứ cân bằng sau khi kết thúc hiệp đấu đầu tiên. Nhiệt độ có phần trùng xuống ở những phút cuối của hiệp 1. Nhưng đây là một trận đấu thử nghiệm và ban huấn luyện sẽ nhìn ra được nhiều điều. Đây là nhóm các cầu thủ dự bị của đội tuyển U23 Việt Nam. Đó là Lý Công Hoàng Anh, là Nguyễn Văn Tùng. Một loạt các cái tên trên ghế dự bị của đội tuyển U23 Việt Nam có lẽ sẽ có cơ hội xuất hiện ở trong hiệp 2. Trong một trận cầu rất quan trọng với cá nhân từng cầu thủ trong hành trình tìm cho mình một chỗ đứng trong danh sách của U23 Việt Nam hướng tới SEA Games 31. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng nhau tạm nghỉ trong ít phút trước khi tiếp tục đến với những diễn biến trong hiệp 2. Và như vậy là sau khi kết thúc giờ nghỉ giữa hiệp thì U23 Việt Nam sẽ có hàng loạt những sự thay đổi người. Những cầu thủ đã sẵn sàng ở bên ngoài đường biên đó là Đặng Văn Lắm, Lê Văn Xuân, Nhâm Mạnh Dũng và Dũng Quang Nho. Cùng với đó là sự xuất hiện của Hồ Thanh Minh. Như vậy là có 5 sự thay đổi người của đội tuyển U23 Việt Nam. Bên phía đội tuyển U20 Hàn Quốc, họ cũng sẽ có hàng loạt những sự thay đổi. Thủ môn Kim Jong-un sẽ được sử dụng cùng với những đồng đội là Hwang Do-yoon. Sau đây ít ngày thì hai đội sẽ gặp lại nhau trên sân vận động Hàng Đẫy. Đây là 3 cầu thủ được sử dụng trong hiệp 2 của U20 Hàn Quốc. Cho Yung Kwang, Hwang Do-yoon và thủ môn Kim Jong-un. Đó là 3 sự thay đổi của huấn luyện viên Kim Hee-jun.
thành viên là những người đã rời sân. Chạy cánh trái Phan Tuấn Tài cũng đã rời sân để nhường chỗ cho Văn Xuân. Nguyễn Văn Việt rời sân. Đặng Văn Lắm là người sẽ thay thế vào vị trí này. Trần Bảo Toàn rời sân và thay thế cho anh là Hồ Thanh Minh. Một nửa đội hình của U23 Việt Nam đã có sự thay đổi. Trong đó thì đội U23 Hàn Quốc cũng có 3 sự thay đổi người. Hiệp 1 đã kết thúc với 2 bàn thắng. Người đá bằng đội trưởng của đội tuyển U23 Việt Nam ở trong hiệp 2 sẽ là Dũng Quang Nho. Tương tự như hiệp 1 thì U23 Hàn Quốc ngay lập tức đã tràn sang phần sân của đội tuyển U23 Việt Nam. 5 phút đầu tiên của trận đấu này là những phút mà chúng ta đã phải hết sức lo lắng cho cái cấu phòng ngự của U23 Việt Nam. Mọi thứ đã trở nên cân bằng hơn. 2 bàn thắng trong hiệp 1 được ghi bởi số 9 Lee Hong Yoon của U20 Hàn Quốc. Bàn thắng mở tỷ số đến từ một pha vượt đá phạt góc của đối phương. Và chỉ sau đó ít phút thì Đặng Văn Tới đã ghi bàn từ chấm phạt 11m sau nỗ lực của Vĩ Hào khiến cho hậu vệ đối phương phải phạm lỗi. Thế đi trong hiệp đấu đầu tiên, màn thể hiện của các cầu thủ U23 Việt Nam là một màn thể hiện chúng ta có thể gọi là chấp nhận được. Không có nhiều thời gian để cho các cầu thủ U23 Việt Nam có thời gian để gắn kết với nhau ngoài những buổi tập gần đây. Không có quả đá phạt nào cả, một pha xử lý chính xác của trọng tài Mạnh Hải. Như vậy là 3 cầu thủ của U20 Hàn Quốc gồm có thủ môn Cho Min Kyu, hậu vệ Andre Bin và tiền vệ Park Myo Bin. Các bạn là Lee Sung Won, đó là cầu thủ thường xuyên thực hiện những quả đá phạt cho đội tuyển U20 Hàn Quốc ở trong hiệp 1. Ở trong hiệp 1, khi mà Vĩ Hào bị đau, Hồ Thanh Minh đã khởi động tích cực. Thì bây giờ thì anh mới có cơ hội xuất hiện ở trên sân trong hiệp đấu thứ hai này, khi mà đội tuyển U23 Việt Nam đã thay một nửa đội hình. Đây chính xác là một trận đấu mang tính thử nghiệm của huấn luyện viên Park Hang-seo. Và với 90 phút trên sân vận động Việt Trì thì đó là thời điểm mà mọi cái tên đều cần phải có được một cơ hội. Với hàng loạt những sự thay đổi trong đội hình thì ở những phút đầu tiên của hiệp 2 này, phần nào đó U23 Việt Nam vẫn chưa thể vào nhịp. Trong khi đó thì với quyết tâm của mình thì U20 Hàn Quốc đã vươn lên và áp đảo ngay từ đầu. Trong số tất cả những cái tên đăng ký của U23 Việt Nam trong trận đấu ngày hôm nay thì có lẽ một vài cái tên như là Lý Công Hoàng Anh, Nhâm Mạnh Dũng và phần nào đó là thủ thành Văn Toàn, thì đó là những cái tên được coi là gần như chắc chắn sẽ được dự SEA Games 31. Còn đâu tất cả những cái tên trong trận đấu ngày hôm nay sẽ phải nỗ lực hết mình để có thể có tên trong danh sách đăng ký cuối cùng. Hồ Thanh Minh cũng mới chỉ quay trở lại tập luyện với đội hình đội tuyển U23 Việt Nam trong thời gian gần đây thôi. Anh đã bị chấn thương trong một trận đấu trong khuôn khổ giải hạng nhất quốc gia trong màu áo của câu lạc bộ Huế. Tại vòng loại U23 châu Á diễn ra tại Kyrgyzstan thì Hồ Thanh Minh có một bàn thắng rất quan trọng trong trận đấu gặp cao thủ Myanmar. Bàn thắng đã giúp cho chúng ta giành chiến thắng với tỷ số 1-0. Bàn thắng của Hồ Thanh Minh đến từ pha đá phạt của Hai Long. Hai Long cũng chính là một những cầu thủ thi đấu ấn tượng ở giải đấu đó, nhưng anh đã không có tên trong danh sách lần này. Khá thoáng. Cơ hội. Bóng ra tốt của Văn Toàn. Nhưng có thể thấy đây không phải là lần đầu tiên mà cự ly giữa hàng tiền vệ và các trung vệ của đội tuyển U23 Việt Nam có một cự ly tốt. Rất nhiều khoảng trống đã được tạo ra khi mà cự ly
giữa tiền vệ và các hậu vệ không được có được một sự đảm bảo. Văn Toản rất cần những trận đấu như thế này để lấy lại cảm giác của mình. Mỹ Hào sút bóng không được. Đó là một tình huống dứt điểm nửa này ở một tư thế tương đối khó. Đó là một pha lên bóng sáng nước ở bên phía hành lang cánh phải, mọi thứ được triển khai nhanh. Và một trong những điều mà chúng tôi muốn nhắc tới là những tình huống phát động tấn công từ vị trí của Văn Toản. Ở trong hiệp 1 cũng đã có được một cú phát bóng dài cho Văn Việt ở cự ly khoảng chừng 70m và mở ra một đợt tấn công cho đội tuyển U23 Việt Nam. Màn trình diễn của U20 Hàn Quốc, thực tế nếu như chúng ta ra quân với đội hình mạnh nhất thì rất nhiều khả năng đội tuyển U23 Việt Nam sẽ là đội chơi lấn lướt hơn rất nhiều. Chắc chắn với những cái tên như là Hoàng Đức, Hùng Dũng và cả Tiến Linh nữa thì cao thủ Việt Nam, các cầu thủ trẻ của chúng ta sẽ được hỗ trợ rất nhiều với kinh nghiệm cũng như là bản lĩnh của ba cầu thủ này. Và pressing hay của Xuân Tú, nhịp nhàng. Lê Văn Xuân, đúng là Lê Văn Xuân đã có lỗi của Nhâm Mạnh Dũng. Có lẽ là trọng tài đã dành tặng cho hậu vệ của đội tuyển U23 Việt Nam một chiếc thẻ phạt. Khá thú vị là khi về với câu lạc bộ Viettel thì Nhâm Minh Dũng lại thi đấu tiền đạo anh Long ạ. Và anh cũng đã có hai bàn thắng rất đẹp tại quốc gia năm nay. Cầu thủ mang áo số 18 Nhâm Mạnh Dũng nhận thẻ phạt. Yellow card for player Nhâm Mạnh Dũng, number 8. Máu lửa, đó là một sự quyết tâm cần thiết của các cá nhân trong áo của đội tuyển U23 Việt Nam trong trận đấu này. Ai cũng hiểu là họ có một áp lực phải chứng tỏ bản thân khi thời điểm cuối danh sách đến gần. Nhưng có lẽ là quyết tâm nhưng cũng cần phải tỉnh táo. Trong hiệp 1 thì chúng ta được chứng kiến nhiều tình huống Vũ Tiến Long đã phạm những lỗi ở vùng giữa sân với một cái cường độ va chạm mà có lẽ là không thực sự cần thiết đến như vậy. Đây chỉ là một trận đấu giao hữu, nhưng nếu đó là những pha bóng diễn ra ở những trận cầu chính thức, rất dễ khiến cho U23 Việt Nam sẽ phải đón nhận những chiếc thẻ phạt mà có. Bây giờ sẽ là quả đá phạt góc dành cho đội tuyển U20 Hàn Quốc. Từ một tình huống phạt góc thì đối phương đã có được bàn thắng mở tỷ số của trận đấu ngày hôm nay. Vừa chạm đầu của Vũ Tiến Long. Xuân Tú không hợp lý một chút nào cả. Cầu thủ U20 Hàn Quốc ở hiệp đấu thứ hai này pressing rất mạnh ngay từ bên phía phần sân của U23 Việt Nam. Dũng Quang Nho, đội trưởng của U23 Việt Nam trong hiệp đấu thứ hai, và anh cũng chính là đội trưởng của U23 Việt Nam tại giải vô địch Đông Nam Á diễn ra tại Campuchia. Dứt điểm không thành công của tiền vệ bên phía U20 Hàn Quốc. Dứt điểm của cầu thủ vào sân thay người trong hiệp đấu thứ hai, Hwang Yoo-hun. Có lẽ chiếc vô địch tại giải vô địch U23 Đông Nam Á tại Campuchia là một chiếc chìa khóa giúp cho Dũng Quang Nho có tên trong danh sách đăng ký của U23 đợt tập trung này. Mỗi khi Dũng Quang Nho thi đấu thì chúng ta luôn nhìn thấy sự khát khao của cầu thủ của câu lạc bộ Hải Phòng. Thật khó để cho
cho Hồ Thanh Minh có thể tranh chấp với những cầu thủ cao trên 1m80. Cho dù Hồ Thanh Minh cũng là một những cầu thủ có sức bật tốt, những cầu thủ dự bị còn lại của đội tuyển U23 Việt Nam đều đã ra khởi động. Trong số này thì Trọng Long và Mai Xuân Quyết có lẽ cũng đáng được chờ đợi nếu họ được trao cơ hội. Cho tới thời điểm này thì U23 Việt Nam đã thay 5 cầu thủ và chỉ bằng đội trưởng được chuyển lại cho Dũng Quang Nho. Giác trong một vài tình huống vận động của Thanh Minh là chưa được thanh thoát cho lắm. Dễ hiểu thôi, Thanh Minh mới trở lại sau chấn thương khá dài. Mai cần phải có thêm nhiều thời gian nữa. Nhưng rõ ràng là SEA Games thì không đợi Thanh Minh. Lúc này là lúc huấn luyện Bang So sẽ phải lựa chọn những cầu thủ có được thể trạng tốt nhất cho một mục tiêu cao nhất, đó là bảo vệ, đó là sẽ vô địch SEA Games 31 trên sân nhà. Chuyển bóng bằng những đường bóng dài ở vừa qua thì chưa thể vượt qua được những trung vệ cao to của U20 Hàn Quốc. Thêm một quả tạt nữa. Dưới thời của huấn luyện viên Park Hang-seo ở các cấp độ khác nhau thì những bài đánh biên thường là đưa bóng tới sát biên ngang và sau đó trả ngược lại cho tuyến hai. Đó là một miếng đánh đã mang cho đội tuyển Việt Nam ở các cấp độ rất nhiều những pha lập công. Cho tới thời điểm này của hiệp đấu thứ hai trong trận đấu giao hữu giữa U23 Việt Nam và U20 Hàn Quốc, có rất nhiều những quả tạt ở hai biên, thực sự khó cho các cầu thủ Việt Nam ở phía trong. Vừa rồi có lẽ là quả tạt chất lượng nhất kể từ sau khi hiệp hai bắt đầu. À, hệ thống phòng ngự của cao thủ U20 Hàn Quốc cũng đã có vấn đề trong đó rồi. Nếu như pha tạt bóng của cao thủ chúng ta có độ chính xác cao hơn một chút và đến vị trí của Xuân Tú thì sẽ làm quả bóng thực sự rất nguy hiểm. Xuân Tú đã đứng ở một vị trí mà ở giữa hai trung vệ bên phía cao thủ U20 Hàn Quốc. Sẽ có những sự thay đổi người tiếp theo bên phía U23 Việt Nam. Theo sẽ là những cái tên nào được huấn luyện viên Park Hang-seo tung vào sân đây. Có thể sẽ là Lý Công Hoàng Anh. Cá nhân tôi thì sẽ trông chờ vào những cái tên như là Mai Xuân Quyết, hay phần nào đó là Nguyễn Trọng Long, và có thể là Nguyễn Văn Tùng nữa. Xuân Tú cũng đã có một màn thể hiện trong hiệp đấu tiên và người vào thay sẽ là Nguyễn Văn Tùng, tiền đạo của câu lạc bộ Hà Nội. Choi In-kyu cũng chuẩn bị được huấn luyện viên Kim Yun-jung tung vào sân. Cả hai đội đều chuẩn bị có những sự thay đổi người. Tiên là của Lê Văn Xuân. Xuân Tú là người có thể đánh đầu. Bóng đã chạm tay vào một trung vệ bên phía U20 Hàn Quốc. Pha bóng đó thực sự khá khó để thổi phạt đền. Cánh tay đã khép sát người. Và sau đó là tình huống đá bồi của Hồ Thanh Minh, khá đáng tiếc. Đây có thể được coi là câu ấn tượng nhất của U23 Việt Nam trong hiệp đấu thứ hai. Bijugo chơi Dung Quang, pressing rất hay,
đây là Xuân Tú chuyển hướng tấn công chậm mất rồi, và chuyển bóng hơi chậm vừa rồi là của Đặng Văn Lâm. Sai lầm của Văn Toàn, hết sức thiếu an toàn. Ngay từ nhịp khống chế đầu tiên từ đường chuyền về của đồng đội đã gặp vấn đề. Đúng là Văn Toàn cần có những trận đấu để lấy lại cảm giác tốt nhất của mình sau quãng thời gian điều trị chấn thương. Bây giờ là lúc mà những sự thay đổi người sẽ diễn ra. Jun Jo Hoon rời sân, vào sân sẽ là Kim Thế Úc. Cho Yêu Quang cũng sẽ rời sân. Cho anh Dũng được đưa vào sân để thay thế cho Lee Quân Bách. Như vậy là U20 Hàn Quốc cũng đã thay 6 cầu thủ. Trong khi đó đội tuyển U23 Việt Nam như đang chuẩn bị có sự thay đổi ở vị trí thủ môn. Quan Văn Chuẩn đã sẵn sàng. Vậy là một trung vệ của câu lạc bộ Gangwon và thay cho một trung vệ của câu lạc bộ Pohang Steelers. Đánh đầu. Đều là những cầu thủ rất chất lượng đến từ những cầu thủ rất chất lượng tại K-League. Cánh tay thừa của Xuân Tú và sẽ có nhắc nhở đến từ trọng tài Mạnh Hải. Đội tuyển U23 Việt Nam tiếp tục có những sự thay đổi người. Xuân Tú và Vĩ Hào sẽ rời sân. Vào sân sẽ là Văn Tùng và Lý Công Hoàng Anh. Bây giờ thì U23 Việt Nam sẽ có 7 sự thay đổi so với đường xuất phát. Hai cầu thủ dự bị của U23 Việt Nam đã sẵn sàng. Vậy thì sự thay đổi người vẫn chưa diễn ra. Hiệp 2 đã trôi qua được 17 phút. Số vẫn đang là 1-0. Và bóng lượn của cả hai bên đều đã có hàng loạt những sự thay đổi. Đội tuyển U20 Hàn Quốc đã thay tổng cộng là 6 cầu thủ. Và hôm nay thì đây là một trận đấu mà theo quan điểm của tôi, Vĩ Hào đã có được những sự tình cảm nhất định đối với huấn luyện viên Park Hang-seo. Bùi Vĩ Hào chơi năng nổ và anh cũng đã tạo ra được những điểm nhấn trên hàng công của đội tuyển U23 Việt Nam. Văn Lâm, một quả phạt cho đội tuyển U23 Việt Nam. Bây giờ sẽ là lúc mà Lý Công Hoàng Anh và Văn Tùng xuất hiện ở trận đấu này. Trận đấu tay dành cho bộ đôi cầu thủ tấn công của đội tuyển U23 Việt Nam trong mình xuất phát. Đó là Lê Xuân Tú và Bùi Vĩ Hào. Một đội hình mới mẻ. Trước đây thì Văn Tùng cũng là một cái cầu thủ được huấn luyện viên Philippe Chaucher đánh giá rất cao. Nhưng sau đó thì anh đã gặp phải một chấn thương nặng ở đầu gối.
Bijungho. Và xử lý bóng rất hay của Bijungho. Quốc rất khỏe trong những tình huống tranh chấp tay đôi như vừa rồi. Đây là các cầu thủ nằm trong danh sách dự tuyển chuẩn bị cho SEA Games 31 của Việt Nam. Cũng giống như những người đàn anh trước đây của họ khi gặp các đội bóng trẻ của Hàn Quốc. Giống như trong quá khứ đội tuyển quốc gia hay tuyển U23 đều gặp khó khăn trước các đội tuyển sinh viên Hàn Quốc. Người ta cho thấy đây là một khoảng cách lớn về việc được phát triển bóng đá để tạo ra một nền tảng dồi dào về mặt nhân lực cung cấp cho đội ngũ của các đội tuyển tuyến đầu. Thực tế nghe từ sinh viên thì người ta thường nghĩ tới là những bóng nghiệp dư như Hàn Quốc và Nhật Bản thì không phải như vậy. Tại Hàn Quốc thì họ có cả một hệ thống, một liên đoàn bóng đá cho các cấp độ, các đội bóng sinh viên. Một cách làm cực kỳ nghiêm túc. Nên nhớ rằng là ngay cả Park Ji-sung và Chaduri trước đây cũng là những cầu thủ trưởng thành từ bóng đá sinh viên. Khi mà Park Ji-sung và Chaduri đều là những cầu thủ rất hay của đội tuyển Hàn Quốc sau này, đều xuất thân từ những trường đại học. Đó có lẽ cũng là một trong những mô hình của một nền bóng đá châu Á mà chúng ta sẽ cần học hỏi trong một tương lai ở phía xa. Chưa thể làm được ngay, nhưng nếu như được phát triển một cách thực sự chuyên nghiệp và trọn vẹn thì cần có những thứ như vậy. Trong những phút thi đấu vừa qua thì tỷ lệ kiểm soát bóng đang nghiêng hẳn về phía đội tuyển U20 Hàn Quốc. Cũng giống như đội tuyển U23 Việt Nam, U20 Hàn Quốc thay hơn nửa đội hình, nhưng họ ổn định hơn. Lối chơi chung so với những gì đội hình xuất phát đã thể hiện thì không khác gì mấy. Trong đó thì có một chút lập bập trong việc kết nối với nhau của các nhân tố mới. Đó là những gì mà chúng ta được thấy từ đội bóng áo đỏ. Văn Xuân. Lê Văn Xuân. Không được. Một nửa thời gian thi đấu của hiệp 2 đã trôi qua. Vào lúc này thì tỷ số vẫn đang là 1-0. Khi mà đội tuyển U23 Việt Nam và U20 Hàn Quốc đều đã có những pha lập công trong hiệp 1. Bên phía đội tuyển U20 Hàn Quốc tiếp tục có những sự thay đổi. Như vậy cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất cho U20 Hàn Quốc đó là Jung Jong-hun cũng đã rời sân để nhường chỗ cho Choi Sung-min. Thực tế thì ngoài bàn thắng ghi được từ pha không chiến ra thì lối chơi của Jong Jong-hun cũng không thực sự ấn tượng trong trận đấu này. Trong đó anh cũng có một pha xử lý quay người sút bóng trong vòng cấm của đội tuyển U23 Việt Nam. Đó không phải là một pha dứt điểm ấn tượng. Đội trưởng Bae Joon-ho của U20 Hàn Quốc cũng đã rời sân. Vào sân là Park Sung-ho. Pha chuyền bóng không tốt của Đức Việt. Lúc này thì cầu thủ trẻ nhất của đội tuyển U23 Việt Nam vẫn đang có mặt trên sân. Đức Việt sinh năm 2005. Lúc này thì đội tuyển U23 Việt Nam đã chơi với sơ đồ là 3-5-2 rồi. Cặp tiền đạo là Văn Tùng và Thanh Minh. Hoàng Anh đang chơi thấp nhất. Hai tiền vệ phía bên trên đó là Đặng Văn Lắm và Đức Việt. Lúc này thì Đức Việt đang được chơi ở vị trí được gọi là sở trường của mình. Khi hiệp 1 thì anh đã chơi vị trí tiền vệ trung tâm.
cùng với Huỳnh Công Đền. Tôi nghĩ là trong một trận giao hữu thì thử nghiệm là điều cần thiết, thử nghiệm về mặt nhân sự, thử nghiệm về những sơ đồ chiến thuật khác nhau. Và nếu như các cầu thủ có thể đáp ứng được yêu cầu về tính đa dạng thì họ là được chu rèn thêm bản lĩnh để hướng tới một giải đấu chính thức thành công. Người ta vẫn nói là U23 Việt Nam nếu không tính những cầu thủ ngôi sao, nó khác với lứa cầu thủ đã từng chinh chiến cách đây 3 năm tại Indonesia. Rất nhanh của Văn Tùng. Đây là cơ hội dành cho U23 Việt Nam. Chuyển ra đây. Ở hiệp 2 này, đây đã là cơ hội thứ hai của anh trong khu vực 16m50. Nếu ở thời điểm này Thanh Minh có được thể trạng tốt nhất thì biết đâu đó sẽ là bàn thắng cho U23 Việt Nam. Một chút nữa thôi. Rất đáng tiếc, pha lên bóng chất lượng của U23 Việt Nam. Đó thực sự là một pha lên bóng chất lượng. Bởi thủ môn Kim Jong-un cũng đã phải phàn nàn rất nhiều với hệ thống phòng ngự của mình sau khi kết thúc tình huống. Với tôi vừa rồi mới là cơ hội rõ nét nhất của U23 Việt Nam ở hiệp 2. Chính xác là như vậy. Lương Duy Cương sẽ là cái tên tiếp theo được tung vào sân. Rất trùng hợp khi cả 4 trung vệ được đăng ký trong trận đấu này đều xuất thân từ lò đào tạo trẻ của câu lạc bộ Hà Nội. Đó là Đặng Văn Tới, Đoàn Anh Việt, Lương Duy Cương và chỉ có trường hợp của trung vệ Nhâm Mạnh Dũng là không thuộc của Hà Nội thôi. Và cả Vũ Tiến Long cũng là cầu thủ thuộc câu lạc bộ Hà Nội. Như vậy là Văn Toàn sẽ rời sân trong những phút cuối. Và cơ hội sẽ được trao cho Quang Văn Chuẩn. Rất khó cho Hồ Thanh Minh với những pha bóng như vừa rồi. Hồ Thanh Minh sẽ phù hợp hơn với những tình huống chiếm khoảng trống ở phía sau lưng các trung vệ bên phía U20 Hàn Quốc. Kim Tiểu Úc. Và đi bóng trước đó của Kim Tiểu Úc là khá tốt, nhưng tiếng dứt điểm cuối cùng của số 22 bên phía U20 Hàn Quốc là không tốt. Tiếp tục là sự thay đổi người của các cầu thủ U23 Việt Nam. Mai Xuân Quyết cũng là cái tên chuẩn bị được tung vào sân. Nhưng có vẻ như đã có những sự thay đổi của ban huấn luyện U23 Việt Nam khi đã gọi Mai Xuân Quyết quay trở lại. Quan Văn Chuẩn, Mai Xuân Quyết, Lương Duy Cương sẽ là những cái tên tiếp theo. Như trước mắt thì trận đấu vẫn diễn ra. Và phạt bóng rất chuẩn của Văn Toàn, Lê Văn Xuân. Tiếp tục một lần nữa thì Đặng Văn Lắm lại xử lý hơi chậm trong một pha bóng ở giữa sân. Khá mạo hiểm. Liên tiếp là những đường chuyền sai. Và xử lý của Lý Công Hoàng Anh. Lý Công Hoàng Anh là cầu thủ có sức mạnh, khả năng tranh chấp tốt. Như vậy là Quan Văn Chuẩn đã quay trở lại băng ghế dự bị của đội tuyển U23 Việt Nam. Có vẻ như chưa có sự thay đổi người đến từ vị trí thủ môn. Đây là trợ lý Chu Ngọc Cảnh, người vừa được bổ sung vào danh sách huấn luyện của U23 Việt Nam tại kỳ SEA Games năm nay. Khá thoải.
thoáng dành cho U20 Hàn Quốc. Và tạt bóng của Lee Sung Won, tạt bóng quá sâu. Có lẽ là Văn Toàn cũng không cần phải quá vội vàng đến như vậy, thì ở phía trên chỉ có một mình Văn Tùng và có tới 3 hậu vệ của Hàn Quốc. Không thể nào là một đường phát triển tấn công nhanh mang tính hiệu quả cao. Như vậy là Lê Văn Đô chứ không phải là Quan Văn Chuẩn sẽ nằm trong nhóm 3 cầu thủ thay người tiếp theo của U23 Việt Nam. Nhóm này có Mai Xuân Quyết, Lê Văn Đô và Lương Duy Cương. Thì lúc này thì Dũng Quang Nho cũng đang đá trung vệ, vị trí không được coi là sở trường. Lúc này thì Dũng Quang Nho đang đá vị trí trung vệ lệch phải. Lần nữa thì chiếc băng đội trưởng của U20 Hàn Quốc sẽ đổi chủ. Bây giờ thì Lee Woo-yoon đang bị đau. Trước đó thì đội trưởng Bae Jung-ho rời sân. Đức Việt rời sân trong tiếng vỗ tay của các khán giả trên sân vận động Việt Trì. Sự thay đổi của huấn luyện viên Park Hang-seo ở những phút cuối. Huỳnh Công Đến cũng sẽ rời sân. Người thứ ba là Tiến Long. Ba cầu thủ vào sân là Lê Văn Đô, Mai Xuân Quyết và Lương Duy Cường. Vào sân trong trận này đó là thủ thành Quan Văn Chuẩn và tiền vệ trung tâm Nguyễn Trọng Long. Đội tuyển U23 có sự thay đổi. Đội tuyển U23 Việt Nam có sự thay đổi cầu thủ. Cầu thủ mang áo số 13 Vũ Tiến Long rời sân. Cầu thủ mang áo số 8 Lưu Huy Cương vào sân. Cầu thủ mang áo số 27 Mai Xuân Quyết vào sân. Cầu thủ mang áo số 17 Nguyễn Đức Việt rời sân. Cầu thủ mang áo số 24 Lê Văn Đô rời sân. Cầu thủ mang áo số 20. Như vậy là cả U23 Việt Nam và U20 Hàn Quốc đều đã thay rất nhiều những cầu thủ mới. Bị có những sự thay đổi người tiếp theo bên phía U20 Hàn Quốc. Nhâm Mạnh Dũng và đánh chặn rất hay. Đáng văn lắm. Dũng Quang Nhỏ bóng của Lý Công Hoàng Anh. Vừa rồi chắc chắn không phải là một pha bóng nguy hiểm của cao thủ U20 Hàn Quốc, nhưng dứt điểm của Lee Sung Won. Park Jun-ron đã được đưa vào sân. Và đây là phút thứ 80. Cầu thủ vạ rời sân là Lee Woo-yoon. Bên cạnh đó là sự xuất hiện của Bae Seo-jun. Cầu thủ mang áo số 3
Mỗi bên đã có 10 sự thay đổi người. Bên phía U23 Việt Nam chỉ giữ lại một mình Văn Toàn. Trong khi đó thì cầu thủ duy nhất trong đội xuất phát của U20 Hàn Quốc vẫn đang thi đấu vào lúc này, đó là Park Hyun-bin, người đã nhận thẻ vàng đầu tiên. Bin đang thi đấu cũng chính là câu lạc bộ mà Lương Xuân Trường đã thi đấu trước đây, đó là Incheon tại K-League. Thứ 81 của trận đấu và đương nhiên tốc độ thi đấu của cả hai bên đều đã giảm một cách rõ rệt, cho dù rất nhiều cầu thủ mới vào sân. Không phải là cứ một cầu thủ mới vào sân thì tốc độ có thể được đẩy lên cao. Các cầu thủ cần phải làm quen với nhịp độ thi đấu của trận đấu. Không thể đẩy cao ngay tốc độ thì các cầu thủ sẽ bị hốc ngay lập tức. Bóng cho cầu thủ U20 Hàn Quốc. Không được. Hàng công của cầu thủ trẻ Hàn Quốc cũng chưa đủ sắc sảo để gây khó khăn cho phòng ngự của chúng ta. Văn Tùng. Văn Tùng sút xa. Cái sự khát khao cho những màn thể hiện cá nhân của các cầu thủ rồi có lẽ là một tình huống như vậy. Khi có cơ hội thì có lẽ các cầu thủ sẽ thể hiện, và ngay lập tức thì Đào Diễn Thịnh đã cho chúng ta nhìn thấy Tiến Linh ở một tình huống sút xa không ấn tượng lắm của Văn Tùng. Trong hiệp 1 thì Xuân Tú cũng đã có một tình huống dứt điểm ở trong vòng cấm, một pha bắt vô lê. Đó là một tình huống dứt điểm không chính xác của tiền đạo bên phía U23 Việt Nam. Nên nhớ rằng Tiến Linh là một những cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng nhất tại vòng loại World Cup, không chỉ cho đội tuyển Việt Nam mà anh còn nằm trong top những cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại vòng loại World Cup khu vực châu Á. Thì những pha mổ của Việt Nam có cảm giác như hơi khắt khe đối với Tiến Linh, vì theo quan điểm của tôi thì rõ ràng là thi đấu ở vòng loại thứ 3 và kể cả AFF Cup nữa thì đội tuyển Việt Nam chúng ta cũng gặp những đối thủ rất mạnh, và đương nhiên không thể lúc nào Tiến Linh cũng có thể ghi bàn được. Chúng ta cần phải có một cái nhìn rộng hơn cho Tiến Linh, vì quan điểm của tôi thì Tiến Linh vẫn là cầu thủ tiền đạo tốt nhất của Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Không được. Quá mạnh. Sau đây ít ngày sẽ là cuộc chạm trán trên sân vận động Hàng Đẫy. Và sau rất nhiều những thử nghiệm đã được thực hiện trong trận đấu ngày hôm nay, với một đội hình xuất phát gồm nhiều cái tên chưa quen thuộc với những người mộ bóng đá Việt Nam không thường xuyên theo dõi bóng đá nội, thì đó sẽ là một trận đấu mà chất lượng đội hình về mặt cảm quan có lẽ sẽ là tốt hơn, và nó cũng sẽ là một lối chơi được định hình rõ nét hơn. Và chuyển đường tấn công rất hay của Lê Văn Xuân.
Đây không phải lần đầu tiên ở trong hiệp thiếu thứ hai Lê Văn Xuân có những tình huống chuyển hướng tấn công tốt như vừa rồi. Văn Xuân là cầu thủ có thể thi đấu tốt được cả hai chân. Và đây lại là Lê Văn Xuân. Văn Tùng vẫn còn cánh phải rất thoáng. Quyết định dứt điểm trong pha bóng vừa rồi của Hoàng Anh thực sự là không hợp lý khi trước mặt anh một cầu thủ của U20 Hàn Quốc đã tiếp cận rất gần rồi. Trong khi đó thì ở bên phía cánh phải, Lê Văn Đô đã băng lên rất thoáng. Cần phải chơi hợp lý và đồng đội hơn ở trong bóng vừa rồi. Đây là phút thi đấu thứ 86. Cả hai trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc đều sẽ được chúng tôi tường thuật trực tiếp và gửi tới quý vị và các bạn trên các kênh sóng của hệ sinh thái thể thao VTV Cup. Đó là phạt góc của Lê Văn Xuân. Đánh đâu! Vẫn đang là cầu thủ U23 Việt Nam, Lý Công Hoàng Anh. Và xử lý tốt của Dương Quang Nhỏ. Tuy nhiên là Hồ Thanh Minh thì không thể không chiến được với các trung vệ bên phía U20 Hàn Quốc được. Những trung vệ có chiều cao trên 1m85 quá ấn tượng. Đây là một trận đấu mà cả U23 Việt Nam và U20 Hàn Quốc đều đã thử nghiệm rất nhiều. Mỗi bên đã thay 10 cầu thủ. U23 Việt Nam chỉ duy nhất Văn Toàn sẽ là cầu thủ đá trọn vẹn cả 90 phút. Điều tương tự là Park Hyun Bin của U20 Hàn Quốc. Hai bàn thắng đã được ghi ở trong ngày thi đấu hôm nay. Và sau đấy ít ngày hứa hẹn cũng sẽ là một trận đấu sẽ diễn ra ở một nhịp độ mà có thể là mang tính cống hiến nhiều hơn cho người hâm mộ. Đó là trận đấu sẽ diễn ra trên sân vận động Hàng Đẫy. SEA Games đang đến rất gần. Với nhiều người tham dự trận đấu giao hữu ngày hôm nay trên sân vận động Việt Trì, đó có thể sẽ là những cơ hội cuối cùng của họ nhằm có được một suất tham dự. Văn Tùng đột phá. Hai sơ đồ chiến thuật mà chúng ta thấy huấn luyện viên Park Hang-seo sử dụng trong quãng thời gian vừa qua ở các cấp độ khác nhau là 3-4-3 và 3-5-2 đều đã được thử nghiệm ở trong trận đấu này. Văn Tùng. Để có thể đạt yêu cầu của huấn luyện viên Park Hang-seo, bên cạnh khả năng cá nhân còn là tính gắn kết với tập thể, sự đa dạng trong việc hoàn thành nhiệm vụ ở những vị trí khác nhau trong những sơ đồ chiến thuật khác nhau. Lỗi việt vị. Trong hiệp đấu thứ hai này thì Lê Văn Xuân đã băng lên rất cao để hỗ trợ cho hàng công. Trong hiệp 2 thì chúng ta đã chơi với sơ đồ chính xác là 3-5-2 khi mà Lê Văn Xuân và Văn Đô đang dâng lên rất cao để hỗ trợ cho cao thủ ở trên hàng công. Có quá nhiều áp lực cho các trung vệ bên phía U23 Việt Nam trong hiệp đấu thứ hai. Lúc này thì Mạnh Dũng, Dũng Quang Nho và Lương Duy Cương đang chơi khá nhàn nhã. Hoàng Anh đã chơi bóng một chạm tốt của Lý Công Hoàng Anh. Rất hay, hợp lý. Tạt bóng được, không có phạt góc cho đội tuyển U23 Việt Nam. Và đây đã là phút thi đấu chính thức cuối cùng.
huống phát động tấn công vừa rồi thì có thể thấy là sự bình tĩnh được thể hiện từ Lê Văn Xuân và Lý Công Hoàng Anh. Đó là những thứ mà họ được truy rèn ở V-League. Thời gian thi đấu chính thức của trận đấu giao hữu này đã hết và U23 Việt Nam có một quả đá phạt góc. Thời gian đá bù giờ cho hiệp 2 sẽ là 5 phút. Cả hai bàn thắng cho tới thời điểm này của trận đấu đều được ghi trong hiệp 1. Cho tới thời điểm này thì cả hai cầu thủ xuất hiện trên bảng tỷ số đều đã rời sân. Đó là Lee Yong-jun của U20 Hàn Quốc và Đặng Văn Tới của Việt Nam. Mỗi bên có 10 sự thay đổi cầu thủ. Cá nhân tôi thì rất mong trận đấu mà hai đội gặp nhau vào ngày 22 tháng 4 trên ấy. Lúc đó thì chúng ta có nhìn được một bộ khung thực sự của đội tuyển U23 của chúng ta hay không? Đó thì vẫn là một, nhưng cá nhân tôi nghĩ rằng từ đó thì huấn luyện Park Hang-seo sẽ bố trí một đội hình ra quân mạnh gồm những cái tên được coi là tốt nhất ở thời điểm hiện tại trong đội hình của U23 Việt Nam. Tất nhiên là rất nhiều khán giả sẽ muốn nhìn thấy màn trình diễn của những Hùng Dũng, Hoàng Đức và cả Tiến Linh nữa. Thời gian tới SEA Games 31 đã cận kề và những sự thử nghiệm có lẽ đối với nhóm những cầu thủ đang chấp chới trong việc giành suất tham dự SEA Games quan trọng nhất chính là cuộc đối đầu mà chúng ta đang được theo dõi trên sân động Việt Trì. Bên cạnh những buổi tập thì đây là một bài test thực sự nhất với bất kỳ một đội bóng nào, thì họ cũng cần lắp ráp đội hình ít nhất là trong một trận đấu trước khi bước vào một giải đấu lớn. Nhắc lại là sân Việt Trì cũng chính là sân đấu mà đội tuyển Việt Nam chúng ta thi đấu ở khu vực bảng A. Trận đấu đầu tiên là trận đấu mà Việt Nam sẽ đối đầu với một đối thủ được đánh giá cao tại SEA Games năm nay là Indonesia. Trận đấu thứ hai là trận đấu Việt Nam sẽ đối đầu với Philippines. Tiếp đó sẽ là những trận đấu gặp Myanmar và sau đó là Timor Leste. Tất cả các trận đấu sẽ được diễn ra trên sân vận động Việt Trì Phú Thọ. Đó là những trận đấu ở vòng bảng. Còn tất cả các trận đấu tại vòng đấu bán kết cũng như là chung kết sẽ được diễn ra trên sân vận động Mỹ Đình. Văn Toản đã có một trận đấu trọn vẹn. Một trận đấu trọn vẹn cần thiết để anh lấy lại cảm giác thi đấu thực sự sau quãng thời gian phải nghỉ điều trị chấn thương. Trong hai đã có những thời điểm mà thủ môn Quan Văn Chuẩn cũng đã gần như là sẵn sàng vào sân rồi. Một quyết định cuối cùng của ban huấn luyện đó là dành suất thay người cuối dành cho Lê Văn Đô. Ta sẽ cùng chờ đợi tới cuộc tái đấu giữa hai đội bóng sẽ diễn ra vào ngày 22 tháng 4. Một kết quả hòa. Kết quả hòa trong trận đấu đầu tiên này trên sân động Việt Trì. Với thời gian còn lại là rất ít. Qua trận đấu này thì chúng ta phần nào đó cũng hình dung được lối chơi và sức mạnh của đội tuyển U20 Hàn Quốc. Trận đấu lượt về sẽ là trận đấu mà huấn luyện Park Hang-seo sẽ có những ý đồ rõ ràng hơn. Phút bù giờ cuối cùng rồi. Với quá nhiều những sự thử nghiệm và những sự thay đổi thì kết quả 1-1 ngày hôm nay cũng là một kết quả được coi là chấp nhận được đối với cầu thủ U23 Việt Nam.
nên nhớ rằng U20 Hàn Quốc không phải là một đội bóng yếu. Những trận đấu ở cuối tháng 3 thì họ cũng đã đánh bại đội tuyển U19 của Indonesia với tỷ số rất đậm, 7-0 và 5-1. Thẻ vàng dành cho Đặng Văn Lắm của U23 Việt Nam. Tình huống bóng bổng thế này sẽ rất nguy hiểm. Vẫn còn pha ra bóng tốt của Văn Toàn. Lúc này thì tiếng còi của trọng tài Mạnh Hải đã vang lên. Trận đấu kết thúc với tỷ số là hòa 1-1. Cả hai bàn thắng đều được ghi trong hiệp thi đấu đầu tiên. Bàn thắng của U20 Hàn Quốc được ghi do công của tiền đạo chủ lực Lee Hyung Chun. Trong khi đó thì Đặng Văn Tới chính là cầu thủ đã san bằng tỷ số 1-1 chỉ cách sau đó 2 phút thôi. Bàn thắng cũng được ghi trên chấm đá phạt nền sau tình huống trung vệ đội bạn đã phạm lỗi với Mỹ Hào của chúng ta. Một trận đấu rất bổ ích cho huấn luyện Park Seo trong những sự thử nghiệm của mình để ông có thể đưa ra được những gì được coi là tốt nhất trong trận đấu tới đây ngày 22 tháng 4 diễn ra trên sân Đồng Hàng Đẫy. Trận đấu đó cũng sẽ được chúng tôi tường thuật trực tiếp trên kênh On Football. Vâng, và những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc buổi tường thuật của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Và bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.